Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Trung Quốc có tha mạng sống cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Vào ngày 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bị xem là thiếu suy nghĩ, coi thường dư luận trong buổi tiếp xúc với cử tri ba quận nội thành Hà Nội. Tổng Trọng hồn nhiên nói rằng, cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Trên mạng xã hội có những ý kiến bênh ông Tổng Bí thư, cho rằng cần thông cảm vì Tổng Bí thư đang ở trong bối cảnh hết sức căng thẳng với tình trạng thù trong giặc ngoài trong hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Thù trong đảng đó là chuyện các đồng đảng, nhưng không đồng phe của Tổng Trọng đã khiến ông Trọng bị biệt vị. Cụ thể, khi Tổng Trọng trình kế hoạch nhân sự cho đại hội đảng khóa 14 để Ban chấp hành Trung ương xem xét, đã có tất cả 7 vấn đề. Chỉ có duy nhất trường hợp trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung được bầu bổ sung vào thành viên Ban Bí thư và được thông qua, trong khi 6 vấn đề còn lại đều bị Ban chấp hành Trung ương Đảng trả lại, yêu cầu làm rõ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Giặc ngoài thì rõ ràng ai cũng đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một quyết định bạo gan khi nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên mức cao nhất. Đó là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với quan hệ Việt Nam với hai cường quốc Trung Quốc và Liên bang Nga. Điều đó khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức và cũng khiến cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xuống mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ sau hội nghị Thành Đô. Mối quan hệ cá nhân giữa ông Trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập đang ở mức rất xấu. Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông cho biết như sau: có 5 yếu nhân nghi là bị Trung Quốc hạ độc, đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh. Dư luận về hè cho rằng Nguyễn Bá Thành bị hạ độc vì đe dọa đến số phận ai đó là người của Trung Quốc. Cả Nguyễn Bá Thành và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc. Trần Đại Quang chỉ nhận một bó hoa trong chuyến thăm mà mang virus lạ rồi qua đời. Ông Nguyễn Chí Vịnh trong chương trình VTV1 với nghi vấn mắc bệnh lạ và qua đời ngay sau đó. Chưa hết, ông Phạm Viết Đào cho biết thêm, ông Việt Phương 53 năm làm thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng thời còn là thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn, kể trong một lần cùng ông Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh. Ông Lê Duẩn đã được Hồ Chí Minh gọi sang phòng dặn: chú sang ngủ chung với bác chắc họ không dám làm gì. Riêng chú hãy cẩn thận, bạn không ưa chú. Khi thăm Bắc Kinh, Lê Duẩn thường đổi giường ngủ cho thư ký vì như vậy. Cho nên có một số lãnh đạo trong Bộ Chính trị đã nghĩ tới tình huống Tổng Trọng bị mắc bệnh lạ, bí ẩn, giống như các trường hợp liệt kê ở trên là điều hoàn toàn có cơ sở. Vào tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp tai nạn về sức khỏe trong biến cố Kiên Giang. Khi Tổng Bí thư về thăm quê hương của ông Ba Dũng, cựu Thủ tướng Chính phủ. Được biết khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lập tức cử một đoàn bao gồm các bác sĩ, lương y hàng đầu của Trung Quốc tức tốc sang Hà Nội để chữa trị cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Sau đó, Tổng Bí thư Trọng đã hồi phục rất nhanh và trở lại làm việc. Tuy nhiên, đó là điều mừng một nhưng lo tới 10. Bởi theo ông Phạm Viết Đào tiết lộ, trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cận đại, có rất nhiều vị lãnh đạo Việt Nam sau khi đi thăm Trung Quốc về đều có hiện chứng bất thường về sức khỏe. Sau đó lại phải nhờ thầy thuốc Trung Quốc giải cứu và họ đã biến thành con tin của thầy thuốc Trung Quốc. Cố Chủ tịch Lê Đức Anh là một ví dụ. Theo đó, hàng năm phía Trung Quốc đều cử một đoàn y tế do một nữ bác sĩ châm cứu nổi tiếng của Trung Quốc sang chăm sóc sức khỏe cho Lê Đức Anh, cho đến khi ông ta qua đời ở tuổi 99. Theo giới thạo tin, lãnh đạo Việt Nam trong những năm qua có một vài đồng chí đã tự nguyện theo Trung Quốc, song vì lý do nào đó lại quay xe như Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh. Cái kết là họ đều mắc bệnh lạ và chết trong đau đớn. Nếu như vậy, trong đợt chữa trị định kỳ hàng năm, theo lịch bệnh của các bác sĩ Trung Quốc, thì rõ ràng đến lúc này số phận của ông Trọng đã điểm. Vì đang nằm trong tay của Bắc Kinh, bây giờ thì họ Tập yêu cầu cái gì, ông Tổng Bí thư Trọng cũng phải làm theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Liệu Trung Quốc có tha mạng sống cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Vì sao trái với hiến pháp
quyền lực nhà nước ở Việt Nam không thuộc về nhân dân. Theo báo Thanh Niên vào ngày 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về cơ chế, vai trò của Đảng và chính quyền trong mối quan hệ với nhân dân khẳng định rằng cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Đa số ý kiến trên mạng xã hội khẳng định ông Trọng xảo ngôn, cố tình đánh lừa dân chúng, còn nếu không chắc chắn ông Trọng đang có vấn đề về sức khỏe, tâm thần. Điều đó có liên quan gì đến sự thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vừa rồi hay không? Đang là một câu hỏi được đặt ra. Hôm nay muốn mổ xẻ cùng quý vị vấn đề trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 83 năm qua, họ đã coi dân Việt Nam có vai trò gì trong việc quản lý đất nước hay chưa? Có đúng như bộ máy tuyên giáo của Đảng tuyên truyền rằng Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra hay không? Đảng thì luôn tuyên truyền rằng để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ ràng nhân dân làm chủ tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Và điều 6 khẳng định rằng nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Nhưng thực tế cho thấy người dân không hề biết và hoàn toàn không có quyền gì trong việc lựa chọn đại biểu của họ trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc bầu cử Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân ở Việt Nam hiện nay chỉ là một màn kịch do Đảng Cộng sản Việt Nam tự biên tự diễn, hoàn toàn không minh bạch, thiếu dân chủ và công bằng. Một giáo viên từ Đà Nẵng đã nói với tờ Thời báo.d trong điều kiện ẩn danh với lý do an ninh cho biết như sau. Chuyện minh bạch trong bầu cử cho dân biết thì hoàn toàn không có, bởi vì cơ quan bầu cử do Đảng điều hành kiểm soát. Anh vừa đá bói, bóng vừa thổi còi thì sao có minh bạch cho được. Nhưng không thể có chuyện dân được làm chủ. Trên mạng xã hội có người chia sẻ ví dụ bà Tôn Nữ Thị Ninh là một nhà ngoại giao, đồng thời là một lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, từng ví von và coi nhân dân là con, còn Đảng là cha mẹ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh khẳng định con không được cãi cha mẹ, nghĩa là dân không được cãi Đảng. Thế hóa ra, nói như bà Ninh, ông chủ không được phép cãi đầy tớ hay sao? Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại khẳng định họ là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Nhưng trên thực tế hiện nay, hai giai cấp này là hai giai cấp cùng khổ nhất của xã hội. Giới chuyên gia và dư luận xã hội cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ coi dân chúng là bình phong trong việc sử dụng nguồn lực. Bởi vì có một điều mâu thuẫn rất lớn, anh bảo anh giao cho tôi quyền lực mà anh không cho tôi lên tiếng thì làm sao tôi thực hiện được quyền lực đây? Điều đó khiến quyền lực của người dân trở nên vô giá trị. Việc nhà nước không coi trọng quyền lực của người dân không chỉ do lỗi của nhà cầm quyền. Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng quan trọng là thành phần ưu tú trong dân, đó là đội ngũ tri thức. Nhưng đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay có ra cái ma gì đâu. Hễ nổi lên một vài anh, ba anh ngo ngoe, anh nào là nó tóm luôn anh ấy, còn số đông các anh khác thì lo giữ thần. Để quyền lực thực sự thuộc với nhân dân, cần phải chấm dứt tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam độc chiếm vũ đài chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Theo phân tích chính trị, muốn làm được điều trên thì cần phải có dân chủ hóa đa nguyên, có bầu cử công bằng với sự tham gia của nhiều đảng phái, để nhân dân có thể lựa chọn những đại diện từ các đảng phái có thể mang lại và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, cho dân tộc. Chứ như bây giờ, chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo lúc nào cũng tự bảo là họ tốt nhất, trong khi nhân dân không có một sự lựa chọn nào khác cả. Nâng thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân. Sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô bờ bến. Lịch sử đã chứng minh không có ai hay thế lực nào có thể xem thường và tước đoạt quyền của dân chúng, nhất là khi điều đó đã được ghi rõ trong hiến pháp, văn bản pháp luật cao nhất của quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Vì sao trái với hiến pháp, quyền lực nhà nước ở Việt Nam không thuộc về nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d